Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Cần Kiệt Vlog. Mình đang có mặt tại ngôi chùa có tên là Trùng Sơn Cố Tự, một ngôi chùa nổi tiếng nằm tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Và bây giờ mình sẽ đi vào tham quan bên trong ngôi chùa này để xem có những gì thú vị bên trong không nhé. Vị trí của ngôi chùa này là nằm trên đỉnh núi, cho nên mình sẽ đậu ô tô ở bên dưới chân núi để đi lên chùa bằng bậc tam cấp. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình tham quan ngôi chùa này nhé. Thì theo thông tin mình tìm hiểu thì ngôi chùa Trùng Sơn Cố Tự tọa lạc trên núi đá chồng và nằm ở độ cao khoảng 60m. Theo thông tin mình được biết thì ngôi chùa này được xây dựng vào năm 1973 bởi Hòa Thượng Thích Bửu Hiền. Thầy là một nhà tu hành xuất thân từ tổ đình Trùng Khánh hay chùa Ni tổ đình Trùng Khánh, là một trong ba cụm tâm linh trên núi Hồng Chồng. Ngôi tổ đình này có tuổi thọ hơn 300 năm theo hệ phái Bắc Tông. Phía bên tay trái của chúng ta đó là khuôn viên của Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ. Đây là cổng đi lên của chùa Trùng Sơn Cố Tự. Từ đây lên chùa bằng bậc tam cấp cũng khá là mệt mỏi, bởi vì theo như mình thấy thì bậc tam cấp ở đây cũng khá là dốc. Như thông tin mình tìm hiểu thì ngôi chùa này là một trong ba cụm tâm linh đặt trên núi Hồng Chồng, gồm chùa Ni Tổ Đình Trùng Khánh, Thiền viện Trúc Long Viên Ngộ và chùa Trùng Sơn Cố Tự. Đây là ngôi chùa thiên của người dân bản địa, nơi gửi gắm niềm tin và ước mong cuộc sống bình an, một năm mưa hòa gió thuận của người dân miền biển. Chùa tạo điều kiện thuận lợi cho Phật tử đến hành pháp cũng như những người dân khắp nơi đến tham quan. Phía bên dưới của chúng ta đó là toàn cảnh thị trấn Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, một thị trấn hướng ra biển rất là lãng mạn. Bên kia chúng ta thấy có một dãy núi vắt ngang rất là đẹp. Và bây giờ mình đã lên đến được khuôn viên của ngôi chùa Trùng Sơn Cố Tự. Ở hai bên trồng hoa giấy nhìn rất là lãng mạn. Trước mắt chúng ta đó là hình ảnh của một chiếc cổng rất là đồ sộ, đó là cổng Tam Quan. Một chiếc cổng có 3 lối đi và 3 ô cửa rất là to.
Mình còn thấy bên trong cổng đó là hình ảnh của Đức Chuẩn Đề Bồ Tát. Đứng từ vị trí này thì mình có thể ngắm bao quát toàn cảnh thị trấn Khánh Hải, một thị trấn nằm cạnh bờ biển rất là trữ tình và thơ mộng. Ở bên tay phải của khuôn viên sân chùa thì mình có thấy một cái lưu hương, và phía trên đó là hình ảnh của Tây Phương Tam Thánh, ở giữa là Đức Phật A Di Đà. Thị trấn Khánh Hải ngay trước mắt chúng ta, và phía bên tay phải đằng xa đó là trung tâm của thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Bây giờ thì mình chuẩn bị bước vào bên trong ngôi chùa nhé các bạn. Lối dẫn vào thì mình có thấy hai vị thần kim cang được tạc từ đá hoa cương nhìn rất là trang nghiêm. Hình ảnh cổng tam quan rất là to và đồ sộ. Mình khá là vất vả khi ngước lên mới nhìn được đỉnh cổng. Ở đây chúng ta thấy thì bên trong sân chùa trồng rất là nhiều cây xanh. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy chánh điện rất là nguy nga, tráng lệ của chùa Trùng Sơn Cố Tự. Theo như mình quan sát thì lối kiến trúc của chánh điện thì có 3 tầng. Ở đây mình thấy trên chánh điện được bố trí tượng Đức Phật A Di Đà. Ngoài đây thì gió rất là to. Chánh điện được sơn màu nâu đỏ. Tượng Phật A Di Đà đẹp quá các bạn. Ở đây trồng hoa giấy nhìn rất là đẹp. Lối đi lên chánh điện thì chúng ta thấy hai bên có tượng rồng vàng rất là đẹp. Và phía trên đây là tượng Phật A Di Đà được sơn trắng nhìn rất là đẹp. Mình độ tượng cao khoảng 3 mét. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển lên tầng 2. Và ở đây chúng ta thấy thì các phòng ở tầng 2 đều đã đóng cửa. Khu vực của tầng 2 thì đã đóng cửa rồi các bạn. Chúng ta đi ra hướng này thì sẽ nhìn ra một cái cảnh núi non rất là tuyệt đẹp. Ngoài đây thì gió rất là to. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển lên trên nhà mọi người. Nhìn xuống cảnh thị trấn Khánh Hải rất là đẹp luôn. Cảnh biển nhìn rất là trong xanh. Trước mắt của chúng ta đó là tòa nhà chánh điện của chùa. Lối kiến trúc của chánh điện nhìn rất là cổ kính. Bầu không khí rất là thanh tịnh và trang trọng của chánh điện. Những cây cột ở đây thì mình thấy họ làm bằng gỗ cho nên rất là cổ kính và trang nghiêm. Ở bên trong chánh điện thì mình thấy rất là ấm cúng. Ở giữa là hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật được tạc bằng đồng và nhìn rất là sáng loáng và rất là uy nghiêm. Không khí ở trên chánh điện thì rất là thoáng mát và thanh tịnh. Các gian cửa được thiết kế khá rộng rãi. Kiến trúc thì rất là đẹp, rất là cổ kính.
Như vậy là hành trình tham quan chùa Trùng Sơn Cố Tự của mình đến đây đã kết thúc. Thì đây là lần đầu tiên mình đến ngôi chùa này, cho nên mình quay cũng khá là ít phân cảnh và còn thiếu sót thông tin, cho nên mong các bạn thông cảm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.